giờ này nó lấy băng keo còn lẻ hơn đây á, nó lấy cả buổi giờ nữa thôi. Các bạn vừa mới đoạn trước là anh Phi lấy hai cái hộp hàng ngay từ cái kệ hàng Yoyo. Thực tế là phía sau lưng của anh Phi nó vẫn còn những cái con Yoyo đại bàng thần hổ song đấu này. Còn con đại bàng song đấu này thì ở cửa hàng Abo cũng chỉ còn một vài con mà thôi. Thì cái con 677151 là thần hổ song đấu này thì anh Phi cũng còn khá là nhiều. Hoặc là con sư tử song đấu, nếu các bạn có nhu cầu thì cứ liên lạc với anh Phi theo ba số điện thoại và Zalo. Anh Phi có để ở trên cái góc phải hay góc trái màn hình gì đó các bạn xem giúp anh Phi. Và cái đơn hàng này thì chị Thúy ở Cao Bằng đặt hai con 677151 và 677154 đặt trực tiếp với cửa hàng Abo, và anh Phi chị Thư đã lên đơn ở hãng vận chuyển, cái nhà cung cấp dịch vụ giao nhận Sengo. Họ sẽ kết nối với chúng ta qua những cái nhà vận chuyển khác, chẳng hạn như Best NC hoặc là G và T hoặc là Vinmost hoặc Viettel gì đó. Thì trước hết thì hiện nay GNT họ làm ăn cũng khá là uy tín, cho nên là anh Phi sẽ chọn GNT để giao hàng cho khách. Và bây giờ thì anh Phi sẽ tiến hành test hai con Yoyo này để đóng gói gửi về cho chị Thúy ở Cao Bằng nhé. Chờ anh Phi chút xíu, anh Phi sẽ khui hai cái con này ra đây. Rồi, trước hết đây là Yoyo dùng dây, cho nên anh Phi sẽ lấy hai cái bộ dây tặng trước cái đã, chứ để quên hả các bạn ha. Thường Yoyo dùng dây thì anh Phi sẽ gửi gần kèm theo dây, để khi về tới nơi các bạn chơi, các bạn không phải lo lắng quá về vấn đề về dây. Nhưng mà thú thật với các bạn, khi chơi thì dây nó cũng sẽ hư mà thôi, cho nên các bạn cố gắng chơi tiết kiệm dây chút xíu ha. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ khui cái con... cái này là con đại bàng song đấu. Đại bàng song đấu thì với cái phiên bản, cái này có hai phiên bản rõ ràng các bạn nhìn thấy nè. Đây là phiên bản người đóng và đây là phiên bản phim hoạt hình. Cái phiên bản phim hoạt hình thì nó không có cái con đại bàng song đấu này nha các bạn. Con đại bàng song đấu này thì thường là nó sẽ đi với cái phiên bản là người đóng, chứ nó không có cái phiên bản là hoạt hình. Đấy, cho nên là anh Phi ngày sẵn nhân dịp này anh Phi nói sơ cho các bạn một chút xíu để các bạn có thể hiểu. Đây là nhân vật người rõ ràng, còn đây là nhân vật hoạt hình ha. Đây là hai, cũng là Plasintin 6 nhưng mà nó chia thành hai dòng rất là rõ ràng. Nhưng mà khi mà làm cái phần này á thì cái nhà nhập khẩu họ sẽ không nói với mình rõ ràng đâu, họ chỉ chiếu phim để các bạn coi thôi. Thực tế ra nó còn một cái bộ phim do người đóng nữa các bạn, nhưng mà cái bộ phim này thì lại không được chiếu ở Việt Nam, cho nên là chúng ta sẽ rất là khó để xem. Và nếu có xem thì cũng chỉ xem ở trên mạng, và chúng ta cũng không thể hiểu được, bởi vì cái ngôn ngữ gốc của nó, cái ngôn ngữ chính thống của nó thì sẽ là dành cho các cái bạn ở khu vực hàng nội địa Trung Quốc họ xem, cho nên họ sẽ dùng cái ngôn ngữ là tiếng Hoa nhé các bạn nhé. Và bây giờ anh Phi sẽ khui cái sản phẩm này ra để anh Phi cho các bạn coi. Về riêng về cái con những cái nhân vật mà người đóng á, thì thường ở đây nó sẽ không có nhẫn linh thú, tại vì nhẫn linh thú nó dành cho bộ phim hoạt hình và khi biến hình nó mới có cái phần linh thú này, cho nên nó là thường nó sẽ không có nhẫn linh thú ha các bạn ha. Để các bạn hiểu, ở đây nó có nhẫn linh thú nè, đấy không, và ở đây nó không có nhẫn linh thú nè. À, và cái việc thay cái chiếc nhẫn linh thú này cũng khá là phức tạp, và nếu các bạn làm không chuẩn á, nó sẽ bị rút sợi dây vô trong, cho nên hiện nay thì anh Phi chỉ nói sơ chứ không hướng dẫn các bạn thay. Khi cái sợi dây này nè, nó có một cái bộ rơ le hút ở trong, các bạn kéo ra, và khi các bạn cắt dây ở đây để các bạn thay cái đầu nhẫn linh thú vào á, mà các bạn cắt không khéo, các bạn giữ không khéo, nó tuột dây vô trong là rất là khó để gỡ ra ha, rất là khó để gỡ ra. Gỡ ra thì cũng được, nhưng quấn lại nó cũng rất là khó, cho nên anh Phi khuyến cáo là các bạn không đụng tới phần này. Chẳng hạn như khi các bạn chơi mà nó bị thắt nút kiểu này, cái chuyện chơi Yoyo mà dây nó bị thắt nút kiểu này nè, anh Phi giả dụ nha, giả dụ nó thắt nút kiểu này này, thì ngay tình huống này các bạn sẽ phải gỡ nó ra liền, chứ đừng có cố kéo. Các bạn cố kéo nó thắt thành cái nút mà nó rút vô trong thì nó chạy ra lụp cụp, nó rất là khó chịu, và dây nó sẽ rất là dễ hư. Cho nên ngay tình huống này mình sẽ phải giữ dây nè, giữ nè, dùng nè, tay nè, giữ nè cho nó
nó dư ra nè, rồi bắt đầu chúng ta tháo. Còn nếu các bạn cảm thấy như vậy khó thì các bạn tạo một cái nút thắt nè, nè tháo tháo như anh Huy nè, được chưa? Tạo nút thắt cơ bản thôi, dễ rút thôi. Các bạn đưa một cái cây bút vào ha, rồi các bạn cho nó siết lại ha, không phải cột đâu nha, không phải cột đâu, tạo một cái nút thắt. Rồi lúc này chúng ta sẽ làm thoải mái ha. Tương tự cái cách này là để chúng ta thay cái nhẫn linh thú vào ha, và chúng ta sẽ phải gỡ dây ra. Còn nếu thay thì chỗ này chúng ta sẽ kéo ra, chúng ta cắt ở chỗ này nè, rồi chúng ta thay cái nhẫn linh thú vào nếu các bạn có, nhưng mà thường các bạn sẽ rất là ít, hiếm khi có được cái nhẫn linh thú đó một cách rời rạc ha. Rồi xong, thì về cơ bản là như vậy. Để chơi được nó thì chúng ta sẽ phải ráp vào. Ráp vào thì đối với dòng Yukendo, cái này chơi cả về Yukendo và chơi cả về Yu-Yo. Các bạn chơi Yukendo thì các bạn úp mặt vô nè, úp mặt vô, xây nhẹ nó nghe cái cốc cái là nó vô ha. Tay cũng vậy ha, xây nhẹ nghe cái cốc cái nó sẽ vô. Nếu các bạn ráp khéo á, là hai cái này nó sẽ đối xứng với nhau nè. Nhưng mà không đối xứng thì cũng không sao, các bạn bấm ra nè, các bạn xây lên chút xíu là nó cũng sẽ, tại vì cái này là cái phần lục giác, lục giác cho nên các bạn cái cạnh của nó có thể xoay được ha. Vậy thì nếu ráp khéo chút xíu các bạn sẽ ráp hai thằng này nó dính với nhau. Và đây ha, vô Yukendo là như vậy, kéo ra giữ dây và chúng ta luồn dây vào tay ha, luồn dây vào tay như thế này, được chưa? Về luồn dây vào tay như thế này, và đây đây cái cách nó sẽ, mình sẽ chơi như thế này ha, thả xuống đó nè, đây đây ha, đó cái cách chơi Yukendo là như vậy. Còn nếu các bạn chơi Yukendo quen rồi và các bạn muốn chuyển qua Yu-Gi-Oh thì cũng rất là dễ, nó không có khó khăn gì hết. Đây các bạn bấm như vậy, các bạn gỡ dây ra và các bạn bấm hai cái nút hai bên nè, lấy ra ha, rồi bấm, rồi lấy ra và để cái bộ Yukendo trở lại vô trong này hoặc là để trên bàn cũng được. Và đây là dây Yu-Gi-Oh ha, và đây là cái trục Yu-Gi-Oh của chúng ta, đây ngay ở đây thôi, nằm ngay đây nè. Đấy, và để chơi được Yu-Gi-Oh thì chúng ta quay mặt cái mặt U này vô, và đây nó cũng có phần lục giác, nó ăn với phần lục giác ở đây, xây nhẹ nhẹ nè, ấn đẩy vô cái là vô ha. Và tương tự như vậy để cho cái gù, hai cái gù này nó bằng nhau ở đây, ấn cái là nó sẽ vô. Đây chính là con Yu-Gi-Oh. Và để chơi Yu-Gi-Oh thì phải gắn dây vào, cái câu chuyện nó đơn giản ha. Rồi để gắn dây vào thì chúng ta sẽ mở dây ra. Cái này mà các bạn mở bị rối nữa thì mắc cười lắm ha. Người ta cột rất là đơn giản, có hai đầu dây, anh Phi Dựng hướng dẫn lại cho các bạn. Một đầu dây để máng vào tay và một đầu dây để gài vào Yu-Gi-Oh. Chúng ta sẽ xe theo chiều ngược, theo chiều kim đồng hồ là ngược chiều dây nè. Xe theo chiều kim đồng hồ nè, theo chiều kim đồng hồ là nó xoay bên này nè ha. Ngược chiều dây là nó sẽ tách sợi dây này ra làm đôi, rất là dễ. Và chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta trồng vô con Yu-Gi-Oh. Sau khi trồng Yu-Gi-Oh thì kéo thẳng sợi dây ra và chúng ta thả ra từ từ, là sợi dây nó sẽ xoắn lại theo bình thường như vậy. Và quấn Yu-Gi-Oh các bạn đừng nói rằng tại sao anh Phi cứ làm đi làm lại một bước, tại vì có những bạn mới xem lần đầu cho nên là chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu nè. Để quấn Yu-Gi-Oh chúng ta quấn như vậy không ăn đâu, mà chúng ta sẽ dùng ngón tay cái chúng ta giữ sợi dây trên thành của con Yu-Gi-Oh, sau đó chúng ta quấn. Chúng ta quấn cho tới khi nào hết dây thì thôi, hoặc là chúng ta quấn cho tới khi dây nó tràn ra tới cái bát màu trắng này nè, là nó sẽ được giữ dây lại nè, thấy không, nó giữ dây cơ bản lại nè. Nó vô tới cái bát này là nó sẽ rít, nó rít và nó giữ dây lại, và tới đây là chúng ta có thể quấn được rồi. Và xong khi chừa lại khoảng một đoạn, khoảng tầm 1.5 tấc cho tới 2 tấc để chúng ta xử lý cái phần nút thắt chỗ này. Chỗ này các bạn máng vô cũng được, nhưng khi chơi nó rất là dễ văng con Yu-Gi-Oh ra. Ở nhà mà có những cái smart TV mà các bạn qua không khéo là nó bay vô là hư ha. Cho nên là chúng ta sẽ dùng một cái nút thắt chỗ này nè, chỉ đưa hai ngón tay vào, nó hơi nhỏ xíu nhưng mà tay các bạn làm sao nè, đưa vào nè, kéo thẳng nó ra nè, rồi dùng hai ngón tay chụp sợi dây ở đây kéo qua là nó sẽ tạo nên một cái nút thắt, cái thòng lọng thắt ở chỗ này, và chúng ta đưa vào ha, nó kéo siết vô, nó sẽ không làm cho chúng ta không có bị nhăn Yu-Gi-Oh ra. Nhưng mà bù lại khi các bạn mới chơi thì nó hơi đau, nhưng mà không sao, chơi một thời gian là nó sẽ hết đau ngay thôi, không nha. Rồi những dòng cuối cùng là từ ngoài lăn vào nè, không đó, khi quấn sao cũng được, nhưng mà những dòng cuối cùng là từ ngoài lăn vào là khi các bạn quăng Yu-Gi-Oh ra nó mới ok được. Anh Phi sẽ chuyển góc máy ra ngoài này để các bạn có thể thấy
cách mà Huy quăng ha, quăng ra nè ha, làm nhẹ để các bạn thấy hết lên ha. Con yo-yo này nó là yo-yo song đấu và nó yo-yo arm cực kỳ cơ bản, cho nên các bạn có thể hít bình thường nó có thể lên nha. Hít bình thường nó có thể lên, nhưng mà hít cao chút xíu, các bạn hít khoảng 2 tấc. Cái con dương hít đó là hất nó lên khoảng 2 tấc để nó trùng dây, để nó hút cái dây vô nè. Đó, thấy không? Nè, quay mạnh thiệt mạnh nè. Đó, nè. Hút nào, hút ít thì nó không lên đâu nè, hút ít nó không lên đâu. Phải hút cao lên ha là nó sẽ lên. Còn các bạn có thể chơi các kỹ thuật trên dây đều được hết nha. Lên dây theo kỹ thuật cơ bản cũng đều được luôn ha. Lên dây đá dây ha, đó cứ tập dây. Anh Huy ngày xưa cũng tập dây ha. Cứ vậy ha. Rồi hết lên. Rồi sau đó rồi rồng bàn tỉnh giấc, rồi dắt chó đi dạo gì đó tùy các bạn ha. Rồi chơi các cái kỹ thuật khác nè. Đây ha, hút lên nè. Thấy không? Đó, hoặc là các bạn đây hút cao lên khoảng 2 tấc. Nó cũng sẽ lên ha các bạn ha. Cái con này cực kỳ cơ bản và cực kỳ dễ chơi luôn. Nó rất phù hợp cho những bạn yêu vô bình đô và thích chơi yo-yo ở tầm cơ bản ha. Khi test tới đây là ổn rồi. Nhưng mà riêng đối với dòng yo-kendo song đấu này, anh Huy không thể giữ dây lại ở đây giống như những dòng yo-yo khác mà anh Huy test cho các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải tách ra làm hai mặt nó mới bỏ vô cái hộp được. Cho nên là anh Huy buộc lòng sẽ phải gỡ ra. Các bạn sẽ không thấy cái dấu tích là anh Huy đã từng test cho các bạn đâu. Bởi vì anh Huy sẽ phải đóng gói lại như cũ. Nhưng bù lại cái sợi dây này anh Huy sẽ quấn không như cũ đâu ha. Anh Huy gỡ ra nè. Anh Huy không có quấn lại như cũ được, mà anh Huy sẽ gặp đôi nó lại nè ha. Rồi gặp nó lại ha. Rồi ở chỗ này cần thì chúng ta tạo một cái nút thắt nhỏ nhỏ ha, nè. Rồi được chưa? Rồi chúng ta sẽ để ở đây và chúng ta cài cái con yo-yo này lại. Sau đó chúng ta sẽ cho nó vào, được chưa? Rồi chúng ta sẽ cho 4 sợi dây quà tặng vào đây luôn. Đấy. Khi làm về test yo-yo á, anh Phi vừa làm, anh Phi vừa review, anh Phi vừa nói chuyện cho nên nó hơi lâu chút xíu. Còn khi mà anh giao lại cho phần anh Lĩnh test thì anh Lĩnh sẽ làm rất là nhanh. Bởi vì anh Lĩnh sẽ không có phần hướng dẫn ở đây. Anh Lĩnh chỉ test và đóng hàng mà thôi. Còn anh Phi thì nhân dịp này thì cũng tâm sự chia sẻ với các bạn một chút xíu thôi, không có gì hết ha. Vừa là clip test hàng, vừa là clip hướng dẫn các bạn chơi cách nó là như vậy. Con này mã hàng của nó là 677154 ha. Tên của nó là Đại Bàng Song Đấu phiên bản người đóng. Còn đây chính là con thần hổ song đấu, cũng rất là huyền thoại này các bạn ha. Nhưng mà hình như các bạn thích coi cái đoạn clip đầu tiên anh Phi làm hơn là về cái con này, nhưng mà phiên bản tiếng Anh. Đấy, hiện nay thì cái clip đó anh Phi thấy như cũng được một khoảng tầm triệu mấy lượt xem gì đó ha. Nhưng mà các bạn thích xem những cái đoạn đó hơn những cái đoạn sau này thì phải ha. Có thể là nó là những cái đoạn đầu tiên các bạn thấy thích ha. Còn bây giờ thì mặc dù là nó y chang cái con thần đại bàng song đấu, nhưng mà anh Phi vẫn phải tháo ra để test cơ bản ha. Có phát hiện những cái lỗi cơ bản nào thì chúng ta sẽ phải đổi con khác, chứ không gửi ra tới tay khách hàng tận ở Cao Bằng mà đụng lỗi thì rất là nguy hiểm ha. Rồi ở đây cũng vậy, về mặt cơ bản thì nó có một cái nhẫn đầu rồng, được chưa? Đầu rồng là do nó là phiên bản hoạt hình nó mới có, còn phiên bản người đóng thì không có đâu nha các bạn. Các bạn đừng đòi hỏi nha, cái nhà sản xuất họ sản xuất vậy. Về cơ bản thì nó cũng giống vậy, cũng nó không có một cái bộ rờ le nó hút ở trong này ha. Và khuyến cáo là không gỡ ra, và khuyến cáo là không có cắt dây ha, không có cắt dây, không có thay nhẫn đầu rồng ở đây. Các bạn sẽ làm tuột dây vô trong là hư cái con này luôn ha. Rồi để chơi được cái con yo-kendo này thì các bạn không vậy nó không vô đâu các bạn nè, thấy không? Các bạn phải úp như vậy, úp tròn như vậy ha. Và canh cái nút trắng này và cái nút trắng này, hai cái nút trắng này nó bằng nhau như vậy nè, hai nó đối xứng nhau như vậy thì chúng ta đẩy vào thì cái con vô condo chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu không thì các bạn ráp theo cái kiểu lệch nút cũng được đây ha, nè lệch nút, nhưng mà nhìn nó không đẹp nè, thấy không? Nhìn nó không đẹp. Đấy, thì tùy các bạn thôi, các bạn thấy như vậy đẹp thì các bạn cứ ráp. Còn anh Phi thì thấy vậy nó không đẹp thì anh Phi sẽ gắn vàng còn để gỡ ra thì các bạn bấm hai cái nút này, các bạn dùng tay các bạn đẩy cái nó ra ha.
Rồi đẩy vô nè. À đẩy vô. Rồi. Được chưa? Vậy cách chơi thì giống như vậy, giữ dây để thọt vô cho nó dễ. Có nhiều bạn cứ để dây mò đẩy vô nó không vô đâu. Nè. À, giữ dây lại nè, cho nó trùng dây lại và bỏ vào ha. À, rồi, chúng ta sẽ tạo một cái nhẫn đầu rồng ở đây. À, rồi xong rồi chúng ta chơi thôi. Về chơi thì cũng giống như hồi nãy cái con kia, nhưng mà anh Huy vẫn phải làm lại thôi. Đây. À, nè, thả xuống nè. Đây này ném đá lấy ngọc nè, thấy không? Đó. À, ném đá lấy ngọc. Anh Huy không có người cameraman riêng cho nên là rất là khó lấy cận cảnh chỗ này. À, nè, nè, ném đá lấy ngọc nè. Còn quanh thế giới. Ai biết đâu cách chơi sao, nhưng mà anh thấy mấy bạn trên mạng hướng dẫn rồi với những cái chiêu thức cực kỳ luôn. À, rồi đây. Anh Huy sẽ trả lại cái con này để vô cái phần vô vô. À, còn nếu điện thoại các bạn nào có điện thoại xịn có thể quét mã QR được thì trên vỏ hộp á nó cũng có cái phần QR để các bạn có thể quét để vào cái trang web chính mà anh Huy cũng đã từng làm cái clip để hướng dẫn các bạn rồi, để các bạn vào trong đó để các bạn xem được những cái tuyệt chiêu mà người ta chỉ các bạn. Đây các bạn có thể vô từ đây nè. À, vô từ đây các bạn dùng điện thoại bật vào chế độ chụp hình của gà vô trong này, nó sẽ quét được cái mã này, nên nó quét được cái đường truyền này thì các bạn, tôi nếu có kết nối internet thì các bạn bấm vô cái đường truyền đó, nó sẽ về cái trang web, cái trang web của nó là hình như 52 gì đó, đó này www.52yoyo.com, nó sẽ về bên đó và nó sẽ hướng dẫn các bạn những cái tuyệt chiêu để chơi yoyo hoặc chơi yoyo bên đó. Và riêng cái phần này thì chơi yoyo thì cũng y chang cái anh hồi nãy các bạn. Ở đây nó sẽ có một cái trục. Cái trục là trục vô vô đây nè. À, nó có cái bạc đạn ở giữa đó các bạn thấy không? Bạc đạn này nhỏ thôi, nó không phải là bạc đạn chuẩn của vô vô, mà bạc đạn này là bạc đạn cơ bản ha, chứ không phải bạc đạn tiêu chuẩn. Bạc đạn tiêu chuẩn nó to hơn. Rồi các bạn ráp ha, dòng ngược lại. Hồi nãy là úp ngược lại, này dòng ngược lại. Rồi ở đây thì các bạn vô dây. Rồi anh Phi hướng dẫn kỹ thuật vô dây thì cũng y chang như vậy thôi các bạn ha. Rồi đây. Các bạn dùng cái đầu vô dây vô vô, các bạn xe theo chiều kim đồng hồ. À, rồi các bạn bỏ vào. À, các bạn máng vào vô vô và kéo thẳng nó ra. Úi chu cho xin lỗi các bạn. Anh Phi gà chưa có thật kỹ cho nên là nó chưa có thật dính vô này. À, rồi phải đẩy mạnh vô. Nghe cái cốc cái cho nó dính cái ngàm ha. À, cho đi các bạn. À, đôi lúc nhiều khi cũng có những cái lỗi trong quá trình review đó như vậy đó. À, rồi kéo thẳng là nó sẽ nối dây lại nè, thấy không? Nó tự xoắn dây lại nè và chúng ta quấn dây ha. Dùng ngón cái ém dây ở đây quấn và tới khi cần thiết cứng rồi thì chúng ta buông ra. Và ở đây chúng ta sẽ máng vô dây, còn nếu không thì các bạn có thể làm theo cái hướng mà chơi 5A, nó có một cái vật nặng ở phía sau á, nó có một vật nặng ở phía sau và cầm luôn. Chẳng hạn như đây anh Phi tạo một cái nút thắt, anh Phi mượn một cái viên pin tạo một cái vật nặng. Và anh Phi sẽ không máng vô dây vô vô, mà anh Phi sẽ cầm ở đây để anh Phi quăng ha. À, cái cách sẽ là vậy nha. À, sẽ quăng xuống. À, và ở đây chúng ta có thể chơi theo cái kiểu là 5A ha, anh Phi thấy kỹ thuật chơi 5A ở đây vẫn chơi được nữa ha. À, được chưa? À, cầm lại vào một cái vật nặng ha. À, đó là cái con 5A, thường cái vật nặng ở đây nó sẽ là một cái đầu lâu hoặc là một cái trái banh hoặc là sẽ là một cái viên xúc sắc các bạn, nó khoan một cái lỗ để nó cho cọng dây qua ha. Nếu ở nhà có thì các bạn có thể nhờ ba mẹ ba làm cho các bạn cũng được ha. À, được chưa? Cách nó sẽ là như vậy. Anh không biết chơi 5A, xưa giờ không có chơi 5A, nhưng mà 5A nó sẽ là như vậy, một cái vật nặng ở phía sau, không phải cục pin đâu nha, một cái vật nặng và được xỏ dây vô, với lại nó thường nó sẽ có những hình thù tròn và vuông, nó nằm trong lòng bàn tay chúng ta để chúng ta dễ cầm ha. Rồi anh mới lấy ra nha. Rồi cái cách nó sẽ là như vậy. Sẵn đây tuyên truyền thêm chút xíu về 5A. Tại hôm qua hồi sáng mới xem cái clip 5A của một cái bạn nữ chơi cũng khá là dễ thương. Và để gỡ nó ra thì bấm hai cái nút này, dùng tay đẩy ra ha. Bấm hai cái nút này dùng tay đẩy mạnh nó sẽ ra. Được chưa? Đây, anh Phi mở bên này trước cái đó. À, thấy không? Do nó dính dây nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng tay nè, dùng tay bấm hai nút nè, rồi kéo cái ti ra, thấy không? À, đôi lúc nó không ra thì chúng ta lắc nhẹ cái nó sẽ ra, thấy không? Là nhẹ như vậy. Đây và xong. Và bây giờ anh Phi chỉ việc đóng hàng lại nữa là xong, là để gửi hàng và chờ shipper tới lấy hàng để chuẩn bị giao hàng theo kế hoạch cho chị Thúy ở Cao Bằng.
và thường ở tỉnh thì hàng sẽ đi từ 3 cho tới 5 ngày nha các bạn. Tại vì có một số đơn hàng các bạn yêu cầu quá gấp, anh Huy không phục vụ được thì các bạn đâm ra các bạn giận cửa hàng Abo tội nghiệp. Abo đây đi tỉnh thì thường, thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh thì thường từ 3 tới 5 ngày, tùy tỉnh, tùy địa chỉ, tùy quận huyện và tùy tình hình thời tiết nữa, đang bão nữa nè các bạn. Đó, cho nên là có thể thời gian giao hàng nó sẽ thời gia giãn chút xíu, cho nên nếu có chậm trễ hơn thì các bạn thông cảm ha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.